Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một trong những khu vực đầy biến động và xung đột nhất thế giới, đó chính là Trung Đông. Đây là vùng đất của những nền văn minh cổ đại, những tài nguyên dầu mỏ giàu có, nhưng cũng là trung tâm của những tranh chấp về tôn giáo và chính trị kéo dài hàng thế kỷ. Trong video này, chúng ta sẽ tập trung vào xung đột giữa Hezbollah và Israel, diễn ra chủ yếu ở biên giới Liban, Israel, với những diễn biến đầy căng thẳng những tháng cuối năm 2024. Hezbollah là một tổ chức bán quân sự và chính trị lớn mạnh ở Liban, được thành lập vào năm 1982. Ban đầu, mục tiêu của Hezbollah là kháng chiến chống lại sự hiện diện của Israel tại Liban. Được Iran tài trợ mạnh mẽ, Hezbollah không chỉ phát triển thành một lực lượng quân sự có tầm ảnh hưởng lớn ở Liban mà còn mở rộng hoạt động sang Syria, Iraq và nhiều nơi khác trong khu vực. Hezbollah cũng duy trì một mạng lưới quốc tế rộng lớn và họ luôn phản đối ảnh hưởng của phương Tây cũng như các đồng minh của phương Tây trong khu vực. Từ tháng 7 năm 2024, tình hình căng thẳng giữa Hezbollah và Israel bắt đầu bùng nổ khi các cuộc tấn công tên lửa từ Hezbollah vào miền Bắc Israel gia tăng. Những vụ bắn phá bằng tên lửa và drone khiến Israel phản công mạnh mẽ bằng không kích vào các căn cứ quân sự của Hezbollah ở miền Nam Liban. Đặc biệt, vào cuối tháng 7, một là Ibrahim Aqui đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Israel tại Beirut, dẫn đến các cuộc trả đũa dữ dội từ Hezbollah. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi leo thang xung đột căng thẳng trong những tháng tiếp theo. Tháng 8, căng thẳng vượt ngưỡng. Vào tháng 8 năm 2024, xung đột tiếp tục gia tăng khi Israel tiến hành một chiến dịch không kích vào lãnh thổ Liban nhắm đến các cơ sở quân sự của Hezbollah. Đặc biệt, Israel đã tấn công vào nhiều mục tiêu ở khu vực Sidon và ngoại ô phía nam Beirut, nơi có sự hiện diện mạnh mẽ của Hezbollah. Những cuộc không kích này không chỉ nhằm đáp trả các cuộc tấn công tên lửa của Hezbollah mà còn là một nỗ lực nhằm tiêu diệt các chỉ huy cấp cao của nhóm này. Trong suốt tháng 8, số lượng các cuộc không kích tăng lên đáng kể, và Hezbollah cũng trả đũa bằng các đợt phóng rocket và drone vào lãnh thổ Israel. Israel cũng nhắm vào nhiều mục tiêu quan trọng của Hezbollah tại Liban, gây ra thương vong lớn cho cả dân thường và binh lính. Cái chết của Hassan Nasrallah và tình hình leo thang vào cuối tháng 9. Điểm nhấn của cuộc xung đột xảy ra vào cuối tháng 9 năm 2024, khi Israel tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào phía nam Beirut, giết chết Hassan Nasrallah, thủ lĩnh tối cao của Hezbollah, cùng nhiều chỉ huy cao cấp khác vào tối ngày 27 tháng 9. Cái chết của Nasrallah đã tạo ra một khoảng trống lãnh đạo lớn trong tổ chức Hezbollah và từ đây xung đột càng trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn. Chỉ sau cái chết của Nasrallah vài giờ, Hezbollah đã trả đũa bằng việc phóng hàng trăm tên lửa vào các vùng lãnh thổ Israel, đặc biệt là ở Kiryat Shmona và Galilee. Tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi Israel liên tiếp tiến hành trả đũa bằng hơn 1.600 cuộc không kích vào các căn cứ của Hezbollah ở Liban, khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường. Tháng 9, không kích trung tâm Beirut. Ngày 30 tháng 9 năm 2024, lần đầu tiên trong gần một năm, Israel tiến hành không kích vào trung tâm thủ đô Beirut, san phẳng một tòa nhà chung cư và khiến ít nhất 16 người bị thương. Một số nguồn tin cho rằng, cuộc tấn công này nhằm vào các thành viên của nhóm Al-Jamaa al-Islamia, một tổ chức Sunni liên minh với Hezbollah. Cùng với đó, các cuộc không kích nhắm vào các vùng khác như Sidon và Baalbek, làm gia tăng số lượng thương vong, trong đó có cả nhân viên y tế và dân thường. Bộ Y tế Liban báo cáo rằng số người chết đã lên đến con số 105 chỉ riêng trong ngày 29 và 30 tháng 9. Khủng hoảng nhân đạo đang đến gần. Xung đột giữa Hezbollah và Israel không chỉ là vấn đề an ninh quốc gia mà còn đe dọa tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Chỉ trong vòng vài tuần, hơn 1.030 người thiệt mạng ở Liban, bao gồm 156 phụ nữ và 87 trẻ em. Theo ước tính, hàng trăm nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn an toàn và tình hình ở miền Nam Liban trở nên thảm khốc khi cơ sở hạ tầng bị phá hủy nặng nề. Các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới WFP đã phải can thiệp khẩn cấp để cung cấp lương thực và hỗ trợ nhân đạo cho hơn 1 triệu người Liban bị ảnh hưởng bởi xung đột. Lãnh đạo cao nhất của Hezbollah trong 32 năm qua, Hassan Nasrallah, đã bị giết trong một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Liban vào tối ngày 27 tháng 9. Ali Kaki, chỉ huy mặt trận phía nam của Hezbollah và các chỉ huy khác của nhóm cũng đã thiệt mạng trong cuộc không kích dữ dội này vào vùng ngoại ô phía nam Dahiyeh của Beirut. Israel đã giết chết chỉ huy cấp cao của Hezbollah là Ibrahim Aqui ở Beirut. Và những sự kiện này diễn ra chỉ 2 tháng sau khi thủ lĩnh chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh, bị giết hại ở Iran, được cho là do bàn tay của Israel. Cái chết của ông Nasrallah và các lãnh đạo cao cấp khác của Hezbollah trong các cuộc tấn công chưa từng có vào Liban, bao gồm cả vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm, đã khiến nhóm này phải đối mặt với lỗ hổng lớn về quyền lực lãnh đạo. Truyền thông Israel cho biết khoảng 85 quả bom được gọi là bom phá bong ke đã được sử dụng, nó còn được gọi là đạn xuyên đất. Những quả tên lửa này,
nặng từ 900 đến 1.800 kg mỗi quả, đào sâu vào lòng đất trước khi phát nổ. Công ước Geneva đã cấm sử dụng chúng ở những khu vực đông dân cư. Nhưng Dahiyeh là một khu phố đông đúc ở Beirut và tên lửa của Israel đã san phẳng nhiều tòa nhà dân cư. Ai sẽ kế nhiệm Nasrallah và điều này sẽ được quyết định như thế nào? Hội đồng Shura gồm 7 đến 8 thành viên của Hezbollah dự kiến sẽ họp để quyết định ai sẽ lãnh đạo đảng này. Hazem Safieddin, người đứng đầu hội đồng điều hành của Hezbollah và cũng là anh em họ của Nasrallah, được cho là một trong những lựa chọn cho vị trí tổng thư ký mới của nhóm. Với tư cách là người đứng đầu hội đồng điều hành, ông Safieddin giám sát các vấn đề chính trị của Hezbollah. Ông cũng tham gia hội đồng Jihad, nơi quản lý các hoạt động quân sự của nhóm. Sau vụ nổ máy nhắn tin gần đây của Israel, Safieddin cho biết Israel đã khởi xướng một cuộc đối đầu mới và phản ứng đối với vụ tấn công sẽ là một hình phạt đặc biệt. Liệu cái chết của ông Nasrallah có làm suy yếu Hezbollah không? Trong một tuyên bố ngày 28 tháng 9, trong đó xác nhận cái chết của Nasrallah, Hezbollah cho biết họ sẽ tiếp tục hoạt động quân sự để hỗ trợ Gaza và bảo vệ Liban. Nhóm này đã tiến hành 5 cuộc tấn công bằng tên lửa vào miền Bắc Israel sau khi thừa nhận ông Nasrallah đã bị giết. Mặc dù Hezbollah đã bị ảnh hưởng nặng nề trong ngắn hạn, các nhà phân tích cho rằng nhóm này khó có thể bị ảnh hưởng nặng nề trong dài hạn, vì ông Nasrallah sẽ được thay thế bằng một thủ lĩnh khác và nhóm này vẫn duy trì được kho vũ khí cùng sức mạnh quân sự khổng lồ của mình. Mohammed Marandi, một giáo sư tại Đại học Tehran, đánh giá Beirut được coi là điểm yếu nhất của Hezbollah vì đây cũng là nơi có các đại sứ quán phương Tây và những người có liên hệ với các cơ quan tình báo phương Tây. Tuy nhiên theo ông, nhìn chung Israel không có khả năng đánh bại Hezbollah về mặt quân sự. Các nhà phân tích cho biết nhóm này hiện phải đối mặt với những lựa chọn chiến lược trong bối cảnh thiếu hụt lãnh đạo tạm thời thay vì phải chịu đòn giáng mạnh vào sự tồn tại của mình. Hezbollah sẽ không biến mất, Yazid Seyi, thành viên cấp cao tại chương trình Trung Đông của Carnegie, cho biết. Ông nói thêm rằng họ sẽ kiên nhẫn chiến lược ngay cả khi Iran không vào cuộc để bảo vệ họ ngay bây giờ. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng Hezbollah đã phạm phải những sai lầm khác khiến họ suy yếu. Sai lầm lớn mà Hezbollah đã mắc phải là để người Iran sử dụng họ quá nhiều như một lực lượng ủy nhiệm. Sultan Barakat, giáo sư cấp cao về chính sách công tại Đại học Hamad bin Khalifa, cho biết Hezbollah đã rất hiệu quả khi họ chiến đấu để giải phóng đất nước Liban vì chính người dân của họ. Tuy nhiên, trong năm qua, Iran đã không trao cho họ nhiều quyền tự quyết về cách sử dụng vũ khí mà họ được trao, trong khi nhóm này đã tính toán sai mức độ bạo lực mà Israel sẵn sàng gây ra, không chỉ đối với người dân Gaza mà còn đối với cả người dân Liban. Đây có phải là chiến thắng của Israel không? Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày 27 tháng 9 trước các cuộc không kích chết chóc mới nhất, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra thông điệp, chúng ta đang chiến thắng. Israel tuyên bố cuộc tấn công tàn khốc này vào Hezbollah là một chiến thắng lớn. Các chuyên gia phần lớn đồng ý rằng Israel sẽ tiếp tục tấn công. Israel cho rằng họ có động lực về phía mình sau cái chết của Nasrallah và muốn tận dụng tối đa khoảng trống lãnh đạo. Ali Reid, một nhà phân tích chính sách và an ninh, đánh giá ngày 28 tháng 9. Theo nhà phân tích Mohammad El Masri tại Viện Nghiên cứu sau Đại học Doha, cuộc tấn công của Israel vào Hezbollah cũng có thể tác động đến dư luận trong nước theo hướng có lợi cho Thủ tướng Israel Netanyahu. Ông El Masri nói, những người Israel phản đối Netanyahu cũng phản đối những thất bại của ông ở Gaza, không thể tiêu diệt Hamas và không thể đưa con tin về nhà, nhưng họ không phải là đám đông phản chiến. Tuy nhiên, Israel có thể không nhất thiết đạt được mục tiêu đã nêu là loại bỏ sự kháng cự và tạo ra một bầu không khí yên bình. El Masri nói với hãng tin Al Jazeera rằng trong quá khứ, các cuộc tấn công leo thang đã gây bất lợi cho họ khi còn gây ra nhiều sự kháng cự và phản đối Israel hơn. Theo Elijah Magnier, một nhà phân tích quân sự tại Bruxelles, các cuộc tấn công liên tục cũng sẽ đòi hỏi Mỹ phải tiếp tục cung cấp đạn dược. Trong tuyên bố đầu tiên sau vụ ám sát, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington ủng hộ các cuộc tấn công quân sự của Israel chống lại Hezbollah và mô tả vụ giết Nasrallah là công lý cho hàng trăm người Mỹ mà Washington cáo buộc đã bị Hezbollah giết. Iran sẽ phản ứng như thế nào? Trong khi vụ ám sát ông Nasrallah làm tăng thêm nỗi lo về phản ứng của Iran, các chuyên gia cho biết quốc gia này hiện phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan hơn, khi phải cân bằng giữa việc đứng lên chống lại Israel và tránh chiến tranh lan rộng trong khu vực. Ông Reid cho biết Iran có thể sẽ không lựa chọn leo thang toàn diện. Ông nói thêm rằng quốc gia này có thể sẽ tiếp tục cách tiếp cận thông thường của mình là chiến đấu thông qua các lực lượng ủy nhiệm, bao gồm các đồng minh ở Iraq và Yemen trước khi tham gia vào bất kỳ cuộc đối đầu trực tiếp nào với Israel. Tổng thống Iran đã đưa ra tuyên bố về vụ ám sát ông Nasrallah, nói rằng điều đó sẽ chỉ làm tăng thêm sức mạnh của sự kháng cự. Phản ứng quốc tế, áp lực tăng cao. Cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng mạnh mẽ trước tình hình leo thang xung đột này.
Thủ tướng lâm thời của Liban, Najib Mikati, đã lên tiếng kêu gọi các bên trở lại bàn đàm phán và tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để ngăn chặn cuộc chiến toàn diện. Ông cảnh báo rằng nếu không có biện pháp ngăn chặn xung đột, khu vực này sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất chưa bao giờ có. Ở phía bên kia, Israel khẳng định sẽ không dừng lại cho đến khi mối đe dọa Hezbollah được xóa bỏ hoàn toàn. Cuộc không kích giết chết Hassan Nasrallah và các chỉ huy của Hezbollah được mô tả là một chiến thắng chiến lược trong việc bảo vệ an ninh quốc gia của Israel. Với những diễn biến phức tạp hiện nay, Trung Đông chắc chắn sẽ tiếp tục là điểm nóng của các cuộc xung đột trong tương lai gần. Tình hình giữa Hezbollah và Israel không chỉ là cuộc xung đột địa phương mà còn liên quan đến các yếu tố lớn hơn như sự cạnh tranh giữa Iran và Israel, vai trò của Mỹ và các nước phương Tây, cũng như tầm ảnh hưởng của các tổ chức quốc tế. Các bên liên quan cần nhanh chóng tìm kiếm giải pháp ngoại giao để ngăn chặn thảm kịch nhân đạo thêm trầm trọng. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những cập nhật nóng hổi nhất về các sự kiện quốc tế và những câu chuyện đáng chú ý từ khắp nơi trên thế giới của chúng tôi.